viên chúng ta sẽ rẽ tay trái. Còn nếu mà bạn muốn đi khu trung tâm thương mại thì bạn rẽ tay phải nhé. Đèn xanh rồi. Tạm biệt cô bé nha. Hôm nay trời đẹp quá, mình đi chơi thôi. Đúng rồi, mình nhớ rồi, đi chơi phố. Gặp đèn đỏ, dừng lại thôi. Đèn vàng rồi, tiếp đèn xanh. Hà nhanh nhanh, qua đường nhé. Đèn đỏ luôn. Đèn đỏ, đèn đỏ, đèn đỏ luôn. À, mình sẽ nói chuyện với đèn giao thông nha. Hello, chào. Hello cô bé. Đi đâu đây? Mình đi chơi phố. Bây giờ đèn giao thông của chúng tôi rất là hiện đại. Chúng tôi có thể nói chỉ đường cho các bạn đấy. Cô bé đi đâu đấy? Đi chơi chứ. Đi công viên à? Công viên thì chúng ta sẽ rẽ tay trái. Công viên chúng ta sẽ rẽ tay trái. Còn nếu mà bạn muốn đi khu trung tâm thương mại thì bạn rẽ tay phải nhé. Đèn xanh rồi. Tạm biệt cô bé nha. Chơi phố gặp đèn đỏ dừng lại thôi, đèn vàng rồi tiếp đèn xanh, nào nhanh nhanh qua đường nhé. Đèn vàng rồi. Ôi, tiếp đèn đỏ. Xin chào cô bé, bây giờ đèn giao thông rất là hiện đại, cô bé có thể hỏi đường, tôi có thể giúp cô bé chỉ đường nhé. Cô bé muốn đi đâu chơi? Mình muốn đi đi chơi mà. Thế à, nếu ra khu vui chơi, bạn cứ đi thẳng nhé. Đèn xanh rồi. Tạm biệt cô bé. Tạm biệt đèn xanh đèn đỏ. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.